Có thể đánh Lee Jin cùng với Ahri hoặc LeBlanc đều được. Quan trọng là Lee Sebok họ sẽ muốn đánh vị tướng nào mà thôi, và Lee Sebok muốn đánh Ahri vì đây là vị tướng có thể kết hợp được với nhiều rừng hơn là LeBlanc. LeBlanc thì thường sẽ phải đi chung cùng với Lee Jin. Còn lựa chọn thứ hai của họ thì xạ thủ có muốn tranh chấp hay không đây, khi mà Ice tôi cảm giác như anh ta đánh những xạ thủ thì chắc là chỉ tốt bọn Aphelios thôi. Còn nếu như xét về khả năng sử dụng Jinx thì có vẻ như không thực sự quá ấn tượng. Và họ lại blind pick một con Tryndamere trong ván thi đấu quyết định, chấp nhận rằng đối phương hoàn toàn có thể có được dây khu đường trên dành cho Zeus ở ngay phase 1. Thật ra thì ở trong ván đấu trước á, là Dove đánh giai đoạn đầu cũng khá là tốt. Nhưng mọi thứ nó trở nên khó khăn khi mà cái trụ sớm và những cái pha di chuyển liên tục, tốc độ trận đấu nó đẩy lên cao, và cái chuyện anh ta thắng có ưu thế trong giai đoạn đi đường nó không được giữ. Thì kiểu như Lip Sandbox đang mời gọi bên phía của T1 chọn lại cái đội hình cũ, và cho tới thời điểm hiện tại thì đang có 4 trên tổng số 10 con tướng của ván đấu thứ hai đang xuất hiện trở lại. Vấn đề bây giờ chỉ là T1 sẽ chọn xạ thủ luôn ở trong tình huống này hay là chọn một đường đơn. À, bây giờ thì nó nên là một con LeBlanc, bởi vì nếu như không lựa chọn LeBlanc thì có thể họ sẽ bị cấm nó tại phase 2. Còn trước đó thì T1 quyết định không lấy xạ thủ sớm, họ lấy một con Nautilus dành cho Kharia. Con bài đã mang lại cho anh ta 100 điểm MVP ở tại game đấu trước. Và thực ra đây cũng là một con bài mà khi bên phía Lee Sebok tại phase 2 họ có thể cấm đi một vài những con bài hỗ trợ của Majusi, thì vẫn còn đó rất nhiều xạ thủ có khả năng kết hợp cùng với Nautilus ở dạng xạ thủ tier 2 như là Kai'Sa, như là Sayah vẫn còn. Còn Lee Sebok thì họ cũng lấy một hỗ trợ sớm tại phase 1, đó là Rheta-Glass, và đến phase 2 thì để xem có lẽ Lee Sebok sẽ hướng tới con Jinx dành cho Ice và cấm đi những mẫu xạ thủ đánh thủ hòa không đứng dưới tốt như kiểu là Kai'Sa, Sayah hoặc là con Jinx của Umayushi. Đó có thể là điều sẽ xảy ra, bởi vì Jinx sẽ phát huy được cái khả năng bấp đỉnh từ Rheta trong một số tình huống, và Lee Sebok đang làm đúng những gì mà Tùng đã phân tích. Họ sẽ có lượt lựa chọn đầu tiên bên phía đội 2, họ sẽ có xạ thủ mà họ muốn. Và vấn đề là bây giờ nếu như mà T1 tiếp tục cấm vào xạ thủ thì nó cũng không hay, bởi vì họ sẽ tự hạn chế những lựa chọn của mình ở giai đoạn sau, cho nên họ sẽ không cấm xạ thủ, tôi nghĩ là như vậy, mà sẽ là những cái lựa chọn ở vị trí rừng và vị trí rừng. Rừng thì bây giờ nếu như đánh cùng với Ahri thì còn Virgo và Volibear. Quyết định của T1 là cấm đi một con Aphelios của Ice. Họ đã ưu tiên con Aphelios này hơn một chút so với con Jinx thì phải. Nhưng tất nhiên là cấm cuối cùng thì T1 nếu được thì nếu đối phương cấm xạ thủ họ cấm luôn. Tức là nếu đối phương Odin xạ thủ thì họ cũng sẽ Odin vào xạ thủ để cả hai tự làm khó nhau tại khu đường dưới, và T1 sẽ tin rằng cánh trên của họ sẽ có được lợi thế. Còn Lee Sebok thì liệu rằng họ có muốn cấm con dây của Zeus hay không? Thực ra là một ván đấu mà chúng ta thấy đoạn đi đường thì Dove xử lý rất là tốt. Chỉ là cái biến số đường dưới sau pha double kill cho Kumayushi nó dẫn đến cái đoạn đi đường kết thúc sớm quá. Và lúc đó thì Tryndamere của Dove bị đảo đường nhiều và anh ta không có được lợi thế trước con dây của Zeus nữa. Và quyết định đến từ Lee Sebok là cấm thêm con Kai'Sa của Kumayushi. Những mẫu xạ thủ có khả năng kết hợp cùng với Nautilus đang dần bị loại bỏ đi khá nhiều. Hay nói cụ thể là Lee Sebok đã cấm tới 4 xạ thủ ở tại ván thi đấu này. Và Jinx rõ ràng là lực cấm cuối cùng mà T1 có thể đưa ra là hợp lý nhất. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có những xạ thủ mà rất lâu rồi không xuất hiện có thể xuất hiện ở trong ván đấu này. Chúng ta đã nói về Ashe được tăng sức mạnh, Lucian, Raven, Varus là những xạ thủ được chỉnh sửa, và Samira cũng được chỉnh sửa từ phiên bản 12.4. Samira là một trong số những xạ thủ được boost mạnh tay nhất gần đây của Riot Games. Những lần chỉnh sửa gần nhất trong khoảng chừng 2-3 lần chỉnh sửa thì đều là những lần top dành cho Samira. Và đó là quyết định đưa ra đến từ phía Lee Sebok ở tại khu đường dưới này dành cho Ice. Họ vẫn đang chưa có một vị tướng đi rừng trong đội hình của mình, nhưng rõ ràng là bảy tướng đi rừng còn rất rộng, chỉ mất đi Hecarim và Lee Sin mà thôi. Trong khi đó thì T1 họ sẽ phải hoàn thiện đội hình của mình với xạ thủ nào đây? Nếu Jin thì nó sẽ hơi dưới cơ một chút, còn nếu như đánh Vayne và thậm chí đã là Vayne dành cho Kumayushi trong ván thi đấu này rồi. Khó chịu nha. Lần đầu tiên. Vayne thì nó sẽ có một cái tình huống, ví dụ như là tôi nghĩ sẽ là chuyện là khi mà đối phương lao vào với hỏa ngục liên xạ thì có thể bạn sẽ dùng cái chiêu E của mình để bắn ra để giữ khoảng cách, hoặc sử dụng chiêu cuối của mình để câu thêm thời gian trong những tình huống bạn lộn mèo để tàng hình. Thì nhưng mà đây vẫn sẽ là một cái đường tương đối nguy hiểm một tí dành cho bên phía của T1, bởi vì tầm hoạt động của Vayne khá là hạn chế, và không phải là từ vị trí của Samira mà chính là đến từ Rheta-Glass, rồi vị tướng mà trong khoảng thời gian đi đường cũng khá khó chịu với cái bộ kỹ năng của mình, là điều mà Vayne sẽ cần phải đặc biệt lưu ý.
Trong khi đó thì Zay là lựa chọn cuối cùng đưa ra đến từ bên phía của T1 giống như ván thi đấu trước để đánh lại kèo Zay cộng với Chinomir, và lựa chọn đưa ra dành cho Croco không còn là một con Volibear nữa. Thay vào đó thì ván thi đấu này anh ta sẽ quyết định mang ra Viego, một mẫu chất tướng đi cặp cùng với Ahri rất là tốt khi cả hai có thể trồng hiệu không chế lẫn nhau một cách hiệu quả. Và đó là một đối trọng của bộ đôi Lee Sin cộng với Lập Lăng tại cái meta hiện tại. Lại là ván thi đấu nữa mà chúng ta thấy là cánh trên của T1 có Zay, Lee Sin và Lập Lăng là ba chất tướng cực kỳ thuận tay của họ. Trong khi đó đường dưới thì trong việc bị cấm đi quá nhiều xạ thủ, cú MyUC lần đầu tiên tại LCK quyết định sách ra con Vayne này. Và đây là lần xuất hiện thứ hai của Vayne tại mùa giải này tại LCK thì phải, khi trước đó tôi nhớ có một game là Dep đánh với bên phía của Đông Shim và cũng khá là thành công. Đó là ván đấu mà Vayne cũng có được thắng lợi, và đó cũng là thắng lợi duy nhất trong lần duy nhất xuất hiện của Vayne ở tại mùa giải này. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy được Gumelsi kết hợp với lại Kerea. Thật ra nếu như mà Kerea giữ được phong độ như ở ván đấu thứ hai vừa rồi thì khả năng đi đường của Nautilus và Vayne cũng không phải là tệ, với việc là họ có một cái lượng CC tương đối và kết hợp với nhau tốt thì bạn có thể giữ chân đối phương được khoảng thời gian khá dài. Ván đấu thứ ba quyết định xem liệu T1 giữ được mặt thắng lợi của mình hay không trước Leap Sandbox sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Chúng ta sẽ tới với ván đấu quyết định trong trận đấu giữa T1 và Leap Sandbox khi tỷ số đang là 1-1 và T1 cần phải thắng lợi ở trong ván đấu này nếu như muốn nối dài mạch bất bại của mình lên con số 17 ở tại LCK 2022 mùa xuân này, giải đấu được nắm giữ bản quyền bởi Voxbox. Và chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn khán giả bằng cách để lại một like cho livestream cũng như là một sub cho kênh phát sóng chính thức của giải đấu T1 đội 1, Leap Sandbox đội 2. Vâng, và đây là những vòng đấu cuối cùng rồi, vòng đấu thứ 17 trên tổng số 18 vòng đấu giai đoạn vòng bảng của cả hai. Và tuần thi đấu sau thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức cái giai đoạn vòng playoff. Rất là mong rằng quý khán giả vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho LCK tiếng Việt. Những trận đấu trong khuôn khổ vòng playoff của LCK vẫn được chúng tôi truyền tải đến các bạn ở trên LCK. Và đó sẽ là những vòng đấu BO5 hết sức căng thẳng. Lúc này thì kèo đấu khu vực đứng trên sẽ được lặp lại đến từ Just cộng với Dove sẽ là đổi bên, để xem cả hai sẽ xử lý nó có gì khác so với game đấu trước hay không. Faker có động 1, anh ta vẫn dùng một cái trick đến từ Lập Lăng là biến ảnh lên cắm mắt tại bãi chim kỳ biến dị của đối phương và giật ngược trở lại. Việc nâng cấp lưu có động 1 đến từ Faker nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm đến kèo đấu với Ahri phía bên kia của Closer. Còn vòng rừng thì lúc này cả hai người chơi đi rừng đều ăn từ khu vực đường dưới lên cả, để xem là tốc độ đi rừng cũng như là việc kiểm soát khu trên thì bên nào sẽ có được lợi thế. Hồi nãy như chúng ta cũng đã thấy bên phía ván đấu thứ nhất, ở ván đấu thứ nhất thì bên phía của Đô có được ưu thế ở trong khoảng thời gian ban đầu với cách mà anh ta xử lý những tình huống sử dụng E lên ở cấp 1 của mình. Thì anh ta sẽ cố gắng làm sao mà có thể, đầu tiên là cái E của anh ta phải trúng vào lính càng nhiều càng tốt để đẩy. Thứ hai là phải tìm cách tốt nhất là trúng được cả vào Z, hoặc là ít nhất là vào đủ tầm để chém thường được một cái
để có thể tối ưu hóa được cái nguồn tài nguyên và cái lượng máu mà anh ta phải bỏ ra trong những tình huống đó. Closer vừa rồi có pha trả sát thương rất là tốt khi mà tung cầu đi cả về trúng Faker để có thể phản công trong tình huống Faker biến ảnh lên. Còn ở khu vực đứng dưới này thì có vẻ Gumayusi cộng với Carrier đang phải lãnh chịu những cái sự thua thiệt hơn về mặt chất tướng, xét về cái khả năng đẩy đến từ Vayne thì đây là vị tướng đẩy rất tệ cho Liên Minh Huyền Thoại. Lượng sát thương của bạn là sát thương đơn mục tiêu và bộ kỹ năng thì có thể giao tranh một một khi không yếu, nhưng mà đẩy đường thì thua tương đối nhiều so với Ice cộng với Kayn phía bên kia. Dù sao thì vòng rừng ăn từ khu vực cánh dưới lên đến từ Viego của Croco thì cũng sẽ không tạo được áp lực băng trụ sớm cho bên phía của T1. Nhưng để xem lính đẩy vào trụ thì Guma sẽ xử lý lính giữa trụ như thế nào, cộng với áp lực đến từ Rheta Glass cộng với cả Samira lên trụ, thì đây là bộ đôi tay cũng không phải là quá dài để có thể ăn trụ nữa. Pha di chuyển đến từ Honor trên tầm nhìn bên phía của Lissabox, anh ta thậm chí còn phải cẩn thận tới mức cắm một con mắt tại khu vực sông để tránh việc Croco có thể sẽ ghé thăm anh ta tại khu vực bùn xanh của bên phía T1. Và cua thì sắp ra rồi, tốc độ đi rừng đến từ cả hai đang là ngang nhau, và Croco có vẻ như anh ta đang muốn bỏ bỏ ngang bùa đỏ qua con bùa đỏ để ra ăn cua. Nó lại có thể là vòng rừng hai cua dành cho Croco giống như, kia. như hai cái đấu trước. Đây là một cái kế hoạch tôi nghĩ rằng để đánh với lại bên phía của T1 thì Lipsandbox đã có một cái kế hoạch và họ thực hiện nó ở cả ba ván đấu. Đó là bất kể đó là bãi quái rừng gì thì Croco cũng bỏ để chạy ra cua sớm. Và Honor thấy rằng mình có cơ sở để đi vào rừng đối phương. Khi bạn có bùa đỏ, đánh nhau bạn sẽ có lợi hơn. Di chuyển nhanh lên khu vực đường trên, nhưng Dove đang là người được chọn, anh ta vẫn còn hai phép bổ trợ dính sóng âm lao vào dứt điểm, và đó là điểm hạ gục dành cho bên phía của T1. Dove đã tiếc tốc biến. đó là một tình huống thực sự là anh ta đã xử lý không tốt với phép bổ trợ tốc biến của mình, và anh ta chỉ dùng tốc hành để rút lui thôi. Mà anh ta quên rằng Just có thiêu đốt à? Đó là pha mà anh ta nằm xuống rất đáng tiếc. Rõ ràng là vòng rừng đang rất lợi thế dành cho Croco với hai cua. Luôn luôn là như vậy. Nhưng để rồi tình huống mà thậm chí là Honor đã bị lộ vị trí sau khi anh ta đánh hoa soi sáng. Nhưng mà Dove quá tự tin rằng với tốc hành cộng với chém xoáy và cả tốc biến anh ta có thể rút lui được nếu như đối phương có ghé thăm. Nhưng đó là một tình huống xử lý sai lầm đến từ Dove khi anh ta quyết định không tốc biến để né sóng âm. Lượng sát thương đến từ Zeus với Theros là đủ để giúp cho anh ta có 9 công đầu. Bây giờ thì áp lực đi đường đang nghiêng hoàn toàn về cho đường trên phía T1. Ở khu vực đường dưới thì những pha xử lý lính trong trụ của Gumayusi tương đối tốt và giúp cho anh ta với cái đợt lính đang đẩy lên này thì tạm thời dẫn trước về mặt chỉ số lính. Nhưng ngược lại phía bên kia chỉ cần Ice và Gen phối hợp với nhau tốt thì đây cũng không phải là một cái đợt lính quá khó để họ có thể quản lý. Pha móc mỏ neo đã bị che bởi Ice. Closer, xin lỗi, Honor đang có mặt ở khu vực đường dưới, còn Croco thì bây giờ mới đi bộ ra. Lần này Tentat sẽ không khởi đầu hai cua được nữa. Đó là tình huống người ta phải lên đường trên để đón cái đợt lính mà bên phía T1 đẩy vào do Dove đã bị gánh chết và không ai đón cả. Mở ra con cua dưới dành cho Honor. Lần về nhà đầu tiên với một điểm hỗ trợ thì Honor đã có đủ cái lượng tiền để có cho mình một cái giấy thép gai, giúp cho anh ta có cái tốc độ dọn rừng nhanh hơn. Còn đây, một pha đứng lỗi đến từ Dove và để rồi anh ta dính cú sóng âm một cách hết sức đơn giản. Dễ. Anh ta đã không tính được lượng sát thương gây ra đến từ bộ đôi phía T1 nó lại nhiều đến như vậy. Pha xử lý rất là ẩu của Dove, lẽ ra thì thấy cái góc đó mà dễ trúng quá thì tốc biến, đơn giản tốc biến là được. Chứ việc mà anh ta nằm xuống vừa rồi là lỗ đủ đường hết, anh ta bị mất một cái đợt lính rất là lớn, anh ta sẽ chậm hơn về mặt kinh nghiệm so với lại Z. Và chưa kể nó kéo Croco lên đường trên và cái nhịp hai cua của người đi rừng bên phía của Lissamoc đã bị ảnh hưởng. Và bây giờ thì tiếp tục có một pha di chuyển lên cánh trên của Honor, lại là một pha nháy từ bên phía của Lipsandbox. Họ cũng nắm được vòng rừng của Honor, họ tính toán đủ để có thể lui về. Vấn đề là Dove có xử lý tốt tình huống của đối phương tấn công hay không mà thôi. Cấp độ 6 đến từ cả hai người chơi đi rừng chưa có. Pha này thì Croco có 6 rồi nha. Honor thì 45 chỉ số cấp rừng, tức là anh ta còn thiếu một chút kinh nghiệm nữa, tầm một bãi. Nếu như tính cả kinh nghiệm anh ta có được ở tình huống ganh trước đó thì xong ba con ở đây 6 rồi. Họ bắt đầu tấn công và Zed là người buộc phải tốc biến đi rất là nhanh. Croco là người nằm lại và Đô anh ta chỉ cấp 5 mà thôi. Và lần này tôi nghĩ rằng là chắc là có tốc biến hay không là cũng đi qua. Sóng âm không trúng và Đô đã thoát đi được. Nhưng Croco thì nằm rồi. Một pha xử lý 2v2 mẫu mực đến từ bên phía của T1 và vừa rồi bên phía của Lissabox. Đúng là Đô cấp độ 5 và anh ta không đóng góp được gì nhiều cho tình huống vừa rồi cả. Còn cú nộ lâu cước đến từ Honor thì lại là một công cụ giao tranh hiệu quả với tình huống 2v2 vừa rồi. Khởi đầu là một pha mà Just là người bị làm choáng, bị tấn công trước, nhưng anh ta tốc biến ra khỏi cú chiêu cuối đến từ Viego. Lượng kinh nghiệm tính toán rất tốt đến từ Honor để anh ta có cấp độ 6 đây. Và tốc biến né cú chiêu cuối của Viego và sau đó trả cầu sấm lại, cộng với cú nộ lâu cước đến từ Honor dứt điểm ngay lập tức người chơi đi rừng bên phía của Lissabox. T1
tình huống giao tranh 2 vs 2 thắng lợi hoàn toàn cho bên phía của T1 với thêm một hạ gục nữa. Lần này thì nó rơi vào tay của Honor. Rocco chớp được thời cơ để ăn con rồng nguyên tố đầu tiên của ván thi đấu này nhằm gỡ gạc lại một chút. Mọi thứ vẫn đang tiếp tục ủng hộ bên phía T1 trong khoảng thời gian khởi đầu của ván đấu thứ 3 này. Faker có phải trao đổi chiêu thức cũng hơi bước gần trụ quá với Closer và phải nhận một phát đánh từ trụ. Dùng biến ảnh di chuyển ra khu vực sông để tìm kiếm những hàng hồi phục để có thể lấy lại lợi thế. Mà có thể là ghé thăm đô thử xem như thế nào. Mà quyết định rằng khi mà đối phương vẫn còn từ chối tử thần thì lui về. Ít nhất rằng đô vẫn đang duy trì được một nhịp farm ổn trong tình huống vừa rồi khi anh ta không phải lên bảng. Nhưng rõ ràng cái ngưỡng sức mạnh dành cho Jay nó đang đến sớm hơn so với những gì mà anh ta có thể tưởng tượng ra. Nó đến sớm hơn so với cả game đấu thứ hai nữa cơ. Khi mà đã có nguyệt đao thì những tình huống trao đổi ngắn hạn đến từ một con Jay nó sẽ vượt trội hoàn toàn so với trên đường miền phía bên kia. Còn ở khu vực đứng giữa thì lại là ván thi đấu nữa mà cả hai farm hòa. Lần này thì đứng dưới bên phía T1 với chất tướng là Vayne, họ đã không có được lợi thế giống như game đấu thứ hai nữa. Và qua đó thì Faker cũng đang chưa có được những cái tình huống di chuyển để có thể hỗ trợ cho các khu vực đứng cánh của mình. Và dù sao thì Ahri của Closer cũng là một con Ahri mà anh ta xử lý rất là ổn nữa. Nên là hoàn toàn không có cách biệt nào ở khu vực đứng giữa dạo đi đường diễn ra cả. Còn cách biệt lớn nhất có lẽ đến từ cặp đôi rừng với top của cả hai bên. Lớp giáp trụ đầu tiên đã có cho Gumelsi ở trong tình huống mà đối phương lui về để mua trang bị. Còn sứ giả thì cái đội hình của bên phía Lipsenbox cũng không phải là đội hình quá mạnh trong việc ăn sứ giả. Họ vẫn đang di chuyển về, nhưng mà Croco cần phải giải quyết xong 7 người đá thì mới có mặt khu vực hàng sứ giả. Closer là người tới trước. Anh ta đang không có bất kỳ một con mắt nào cả để có thể kiểm tra và lấy thông tin. Đồ bắt đầu lao lên tấn công Zed, người không còn tốc biến. Croco vào vị trí dùng chiêu cuối để tiếp cận, làm choáng tầm gần. Sát thương của họ có thể sẽ là đủ. Zed chạy về được tới trụ còn hơn 100 máu. Và anh ta vẫn câu được đủ thời gian, câu được luôn cả từ chối tử thần. Phía bên này Closer đe dọa Faker, nhưng mắt sứ giả đã có cho Honor. Và bộ ba bên phía của T1 lùi về, một cú hông gió thành công không giữ chân được Honor. Một pha tổ chức tấn công nhanh đến từ bên phía Lee Sunbox. Ôi, hạ thông nổ không qua tường đến từ Honor. Tốc biến lên, trên lớn luôn, đầu tư xuống luôn. Và từ chối tử thần đã không còn nữa. Đô là người bị giữ chân lại nổ lông cước. Và một tình huống quy quy dứt điểm rất thành công đến từ bên phía của Honor. Đó là pha gỡ gạc đến từ phía T1 và chung quy lại thì họ vừa có được một tiếng 1 đổi 1, có được con sứ giả. Pha nằm xuống đến từ Just là một tình huống bên phía Lee Sunbox chấp nhận bỏ sứ giả để tấn công. Và họ thành công trong việc khai thác người chơi được trên phía T1. Nhưng ngay sau đó thì Carrier cộng với Honor lên tiếng. Đây chúng ta cùng nhìn lại một pha mà chấp nhận bỏ ngang con sứ giả để lên tấn công con Zeiss của Zeiss. Zeiss đã không né được cú làm chậm. Và pha tấn công đến từ phía của Lissabox cũng tiêu tốn của họ đi hai cú chiêu cuối, cộng với cả tốc biến đến từ Croco nữa. Và điều đó khiến cho tình huống tấn công ngay sau đó đến từ phía T1 khiến cho Dove đã không về nổi. Croco thì về được còn Dove thì không. Mạng được nhường lại dành cho Honor với pha xử lý rất chắc cốp đến từ Carrier bằng pha tốc biến dùng chiêu cuối. Và thậm chí anh ta móc đoán thêm cả cái hướng E đến từ con Chilomir cho Jacob nữa. 3-1 là tỷ số về mạng ở vào thời điểm hiện tại. Và bên phía T1 vẫn còn một con mắt sứ giả chưa sử dụng. Lợi thế bắt đầu có. Và chúng ta lại thấy một cái kịch bản tương tự như ván đấu thứ hai. Khi mà T1 thi đấu tập trung thì tương đối khó để cho bất kỳ một đường nào của Lissabox có được lợi thế. Mặc dù đã có một chất tướng khá là thuận lợi ở khu vực đường dưới, nhưng tất cả những gì Ice và Ken làm được chỉ là đi hòa đường so với lại Gumayusi và Keria. Chưa kể là họ là đội bên bị mất một cái lớp giáp trụ ở khu đường dưới trước nữa. Và Honor ngay lập tức có mặt ở đường dưới để có thể tìm cách khai thác vào chỗ này. Ice đang là người được chọn. Anh ta lướt lên và ngay lập tức Honor xuất hiện, buộc Ice phải tốc biến về phía sau nhưng vẫn bị hạ gục. Đó là điều chắc chắn. Phát đánh thường cuối cùng sẽ giúp cho bên phía của T1 có được điểm hạ gục này. Một pha thi đấu mà bên phía của Lissabox đã không có được thông tin vị trí đứng của Honor. Pha nhào lên đến từ Ice với cú đánh liều, nó đúng theo nghĩa đen, đánh rất liều. Còn Carrier thì sao? Không ăn vồn cước, nổ lông cước, Guma đứng ở dưới hứng. Và họ đang chờ đợi điểm hạ gục cuối cùng đã có. Closer quyết định lao thẳng vào, anh ta có được điểm hạ gục. Honor sẽ tìm đường để lui, bị dính hôn gió. Guma không giúp được gì cả, Honor quyết định quay ngược trở lại. Anh ta kích chùy hấp huyết, hồi được rất nhiều máu lao vào. Và dứt điểm được AKN nhưng không thể nào thoát khỏi sát thương đến từ Closer. Faker tiến tới, chưa có góc để xích. Anh ta chưa đủ sát thương dứt điểm, sẽ phải làm một lần nữa. Vấn đề là đẩy được lính vào hay không đây? Chắc là không. Closer vẫn có thể rút lui được trong tình huống này. Faker đã hết sát thương rồi, bộ kỹ năng của anh ta sẽ không hồi kịp trong tình huống đối phương vẫn còn đó sự hậu thuẫn đến từ Ice. Closer vẫn có thể rút lui về được. Đứng trên lúc này đã có nguyệt đao, kịch bản nó đã khác rồi. Khi mà Zeiss đã có nguyệt đao thì Chinomir sẽ rất khó để có những tình huống trao đổi ngắn hạn lời máu hơn so với đối phương. Còn tình huống tấn công trước đó khu vực đường dưới thì con Lee Sin này khỏe quá rồi.
Đây là một con Lee Sin đã có cho mình chùy hấp huyết, và cái khả năng gây sát thương của Honor là cực kỳ ấn tượng. Một chút hiệu không chế đến từ chiêu cuối hợp chất điện loạn là không đủ con đường trên. Dove còn chiêu cuối 5 giây. 5 giây này là để chạy, nhưng mà Kira đang cố gắng che mọi góc chạy. Roku có mặt ở đây để có thể hỗ trợ cho Dove. Thiêu đốt có đủ hay không đây? Tính toán sát thương, và đó là một tình huống mà Dove vẫn còn sống. Một chấm máu còn lại, nhưng Roku lại là người gặp nguy hiểm. Anh ta vẫn có thể lui về được. Cú combo của Z không thành công. Và không có ai bên phía Lipsenbox nằm xuống cả. Nhưng tôi nói có hơi sớm không đây, khi mà Faker đang tiếp cận pha này. Dove đang trong bụi, cũng móc Oneo vào tường. Và Roku về được. Thiên đang đẩy nhanh nhịp độ ván đấu hơn với những tình huống giao tranh liên tục. Họ biết được rằng đội hình của mình đã có lợi thế về mặt trang bị và họ không ngần ngại giao tranh với đối phương. Honor lại có mặt tại khu đường dưới để hỗ trợ cho Gumayoshi muốn băng trụ ba người đến từ phía Lipsenbox. Nhưng đây là 3-2. Honor quyết định là thả sứ giả để còn có mắt để dùng những tình huống hỗ thể tiếp cận. Và người nằm xuống có thể là Gumayoshi, nhưng mà một chấm máu còn lại giúp cho ta sống nổi luôn. Cứ đá thẳng về trụ, Faker có mặt để hững điểm hạ gục. Sau đó Honor kích cho mình cái vô ảnh cước để tiếp cận vào Ken một lần nữa. Tuy nhiên Roku đang có mặt ở đây. Honor tiến có hơi sâu hay không đây? Anh ta vẫn quay ngược trở lại tấn công đối phương và có thể có được điểm hạ gục. Anh ta vẫn còn đang sống, khả năng hồi máu rất tốt, nhưng cuối cùng thì cũng đã phải nằm xuống. Nhưng câu được rất nhiều thời gian và tài nguyên của đối phương, cũng như đem về điểm hạ gục cho đội của mình. Rất đen cho Kaien là Closer đã không có đủ sát thương để hạ gục được Honor trước khi mà anh ta lên bảng. Bởi vì đó là cú cứu cánh được đưa ra đến cho Kaien rồi, nhưng họ lại không có đủ sát thương, con Lee Sin của Honor quá trâu. Và trong những tình huống di chuyển đến từ Kaien thì lần này anh ta đã thành công trong việc hạ gục đường trên bên phía của Lipsenbox, mang lại trụ dành cho Zeus. Đó là pha mà Dove không có từ chối tử thần, và anh ta bị tấn công bởi một con Nautilus của Kaien cộng với thêm cả một con Zay đã có lượng trang bị lớn nữa. Anh ta đã phải nằm xuống rồi. Còn đây là tình huống Honor quá khỏe, mặc dù là 2-3 nhưng anh ta cực kỳ tự tin nha. Guma đã băng lên hơi liều, hồi máu nhiều quá trả mạng. Và đây là tình huống mà Honor cầm bùa đỏ có hấp huyết, anh ta băng ra băng vào một cách vô cùng tự tin, mặc dù có thêm cả xuất hiện đến từ Viego của Kroko. Pha này mà anh ta không, anh ta lao vào tí nữa là dứt điểm luôn, Closer luôn rồi. Nhưng mà con sứ giả phải thả sớm để anh ta lấy mắt, cho nên là nó không hút được. Tầm di chuyển của nó quá xa mà bị giữ chân phía bên ngoài. Chết, không kịp ngáp tại vì không có từ chỗ tư thân. Lại vào góc nữa rồi. Lại đi săn con chim bồ câu này rồi. Lấy được một cái điểm BOG mà khổ hai ván liên tục. Anh ta đã nhận được rất là nhiều sự chăm sóc đến từ bên phía của T1 trong cái ván thi đấu thứ hai này. Và ván nào cũng khổ cả, ván thi đấu thứ ba này đúng hơn. Ván 2 cũng khổ và ván 3 cũng khổ. Ván 2 thực ra anh ta đi đường rất là tốt nha. Nhưng mà cứ đang farm hòa thì đối phương lại kéo gia đình lên, và sau đó thì đang ăn chim cũng bị đẩy ra nữa. Không còn gì để làm cả. Đường dưới thì bên phía của Ice đã đem về điểm trụ đầu tiên. Nhưng mà ở đường giữa Faker đang vào vị trí Honor cũng tương tự như vậy, nhưng không có lính. Hùng gió với lại băng trượng đã được kích hoạt. Nhưng không có lính thì T1 quyết định là di chuyển lên trên. Khu vực này thì có lính và có cả Kroko nữa. Nếu như họ muốn dứt điểm, bắt buộc anh ta phải dùng toàn bộ mọi thứ để chạy. Trụ thì không chạy được đi đâu cả. Faker vào hơi bị sâu trong pha này, lui ra với hạt không nổ. Đã có tổng cộng là 2 trụ dành cho bên phía của T1, tất cả đều ở đường trên. Đồ vừa rồi bị Faker ép mất cái từ chối từ thần rồi. Anh ta cứ đang lang thang thì bị bắt. Và phần rừng bùa đỏ bên phía Lipsenbox thì đang bị thắp sáng bởi rất nhiều những con mắt đến từ bên phía của T1. Lipsenbox đang muốn di chuyển ra để kiểm soát sứ giả, nhưng họ cần phải suy nghĩ lại bởi vì Dove đang ở một trạng thái không tốt. Còn đây là pha băng lên đến Faker là nhằm cấu rỉa trước. Một dính hôn gió. Rất hơi quá tự tin ở trong pha đó, và anh ta đã không làm được gì cả khi bị dính CC đến từ đối phương. Faker thì giật ngược lại kịp. Trong khoảng thời gian này thì Honor đã có được cho mình mắt sứ giả, móc mỏ neo vào một rừng người và chắc chắn là phải trúng. Nhưng Kira gặp nguy hiểm buộc phải tốc biến bỏ chạy về. Ai chưa kích hoạt cho mình cái hỏa ngục liên xạ, và anh ta cũng không bị dính xích của Faker. Sáu âm cũng không trúng. Trao đổi như thế này thì Tiêu Anh vẫn có thể coi là lời khi họ mất một người nhưng có được mắt sứ giả. Và Kroko thì đang cố gắng chạy, buộc phải tốc biến né xích. Liên tục là những cú tốc biến đến từ bên phía của Lipsenbox để có thể né chiêu. Rất áp lực. 16 phút đi đường và lại một kịch bản quen thuộc khi mà Tiêu Anh lại vươn lên dẫn trước, từ đó khoảng chừng hơn 4.000 tiền. Đặc biệt là con Vên của Gumayoshi nha. Anh ta có thể tỏ ra không quá nổi trội ở dẫn đường trong ván thi đấu này giống như Saya cái đấu trước. Nhưng bẵng đi một khoảng thời gian, chúng ta thấy anh ta đang có 2 mã hạ gục. Và đây vẫn là một con Vên có một lượng trang bị theo thời gian từ đối tượng. Còn đây là cú chỉ thiên bị ngắt đến từ Zeus, khiến cho anh ta không thể tốc biến chạy đi đâu được cả. Đó là cú hồn gió đến từ Closer đã outplay rất là tốt cái khả năng dồn sát thương đến từ Zay.
Sứ giả vẫn còn, liệu rằng Tion có muốn gọi nó luôn hay không? Hay họ sẽ tiết kiệm nó thêm một khoảng thời gian nữa nhằm hướng tới con rồng nguyên tố tiếp theo? Cái ván đấu đầu tiên là ván thi đấu mà họ mất hết rồng. Ván này thì kịch bản cũng đang có thể diễn ra một cách tương tự khi mà Lixbox đã kiểm soát được hai rồng nguyên tố trước đó. Và Tion bắt buộc phải dùng những cái lợi thế hiện tại đang có được để có thể hướng tới những con rồng sau một cách dễ dàng hơn. Tôi nghĩ rằng họ bên phía Tion hiện tại đang rất là tự tin trước Lixbox trên một số tình huống xử lý mắt sứ giả. Connor tôi cảm giác là nó hơi cầu toàn quá. Và kiểu như là muốn dùng nó để lấy được nhiều thứ hơn là chỉ đơn giản một pha thả sứ giả đơn thuần. Nhưng mà nhiều khi cầu toàn quá như vậy lại dẫn tới những cái tình huống, ví dụ như ở trong con mắt sứ giả đầu tiên ở ván đấu này. Thì anh ta bắt buộc phải thả nó khi mà đối phương chuẩn bị băng trụ tấn công UFC. Anh ta cần mắt vật tổ để có thể giao tranh. Thì sứ giả mất trắng. Pha này thì nếu như vừa rồi anh ta thả sứ giả khu vực đường giữa thì có thể vẫn chưa có trụ đâu. Tại vì lượng máu của trụ vẫn còn tương đối nhiều. Nhưng mà ít nhất thì nó cũng sẽ đem lại một cái áp lực dành cho phía Tiêu Anh để họ có thể tiếp tục đẩy tiếp. Anh ta cầm con mắt sứ giả chạy thẳng lên khu vực đường trên, đứng sau lưng của Zed để hy vọng rằng nó có thể được dùng vào cái trụ 3. Thế thì hơi tham vọng quá. Việc có trụ 3 sớm thực ra cũng không hẳn là một cái điểm gì đó quá lợi cả. Cũng khá nhiều sát thương. Roko đã có tương đối nhiều trang bị. Chính xác là ta không thua kém trang bị so với lại Honor. Và tấn công ra tay từ trong bóng tối như vậy thì cũng khá là lời chiêu. Đúng là Honor muốn dùng con mắt sứ giả để đẩy rồng thật. Bây giờ họ có thể gọi nó tại khu vực đường giữa và áp lực đang là tương đối lớn. Đợt lính đường trên đẩy vào là quá sâu khiến cho Dove chưa di chuyển ra kịp so với Zeus. Và trụ chắc chắn là bể rồi. Trụ thứ 3 cho phía T1 trong ván đấu này. Đường dưới thì trụ không còn nhiều máu nữa. Với việc ăn xong trụ mid thì bên phía T1 đang kéo đội hình xuống. Và Closer sớm hay muộn thì anh ta cũng sẽ cần phải rút lui khỏi một cái trụ không còn nhiều máu như thế này. Ván thi đấu này thì ít nhất là Closer đã có một cái thế trận nó sáng nước hơn rất là nhiều so với game đấu thứ hai. Còn Ahri của anh ta trong game đấu này đã có một lượng trang bị đủ lớn để có thể băng lên với những cú phi hồ và giữ chân đối phương lại bằng hôn gió cũng như băng trượng. Còn ván thi đấu trước là ván thi đấu anh ta quá thọt đồ so với Faker đi. Hai mago cộng với hai điểm hỗ trợ là đủ để giúp cho Ahri của Closer có thể tạo ra những tình huống xử lý khó chịu cho bên phía của T1. Lipsenbox đang vào vị trí với những cái bụi cỏ ở bản đồ rồng nước để mai phục. Họ có khả năng đánh bật ngược trở ra với những pha làm choáng của Kroko hay là hôn gió của Closer. Họ quyết định mở rồng. Kira di chuyển, không móc neo trúng vào Kroko. Sóng âm trúng và quyết định của Anner là chưa kích quy lần 2. Rồng đang quay trở lại hang của mình. Kira đang chờ đợi cái móc neo của mình hồi lại để tung ra một lần nữa. Và đây là con rồng dành cho T1. Và tấn công của Lipsenbox nhưng mà cú hôn gió nó đã hụt. Họ vẫn dùng băng trượng để giữ Kira lại được. Họ dùng tất cả và anh ta có được điểm hai gục. Nhưng sau đó là sau con vồn cước dứt điểm, Honor liên tục quẩy. Anh ta có quá nhiều sát thương lẫn khả năng hồi phục. Và người được hưởng lợi nhiều nhất là Kumayoshi trong pha giao tranh vừa rồi. Vừa hay Baron ra như vẻ luôn. Đây sẽ là con Baron trên phía T1 rồi. Không đi đâu xa được nữa cả. Một phao tranh quá một chiều đến từ cả hai bên. Những gì mà Lipsenbox có họ dồn hết vào một con Nautilus. Khởi đầu là cú hôn gió trượt đến từ Closer nhưng Nautilus của Kira bị giữ chân lại bởi băng trượng. Và bên phía Lipsenbox thì dồn tất cả mọi thứ vào để hủy diệt Kira ngay lập tức. Nhưng khi Kira bị dồn sát thương như vậy thì anh ta vẫn kịp quay lại để đẩy một cú chiêu cuối hai người trước khi lên bảng. Còn Zeus thì hai quả cầu sấm liên tục của anh ta nó đều trúng. Và sự sát thương nó là quá lớn. Đây chúng ta hãy cùng nhìn lại tình huống kết hợp giữa Kira cộng với Zeus. Khi thủy lôi tầm nhìn hất tung thì quả cầu sấm cũng không trượt được. Closer là người mất máu rất là nhiều và anh ta cũng rất là rén trong việc mở. Và anh ta phải mở tầm gần chứ không dám đâm vào quá sâu. Mở tầm gần thì chỉ có Kira là mục tiêu mà thôi. Anh ta hôn gió trượt. Và sau đó hai người bị hất tung, đó là hai chủ lực bên phía Lipsenbox ăn thêm một quả cầu sấm tầm xa nữa. Quá khủng khiếp đi. Cái combo Samira kích hoàng của Liên Xạ cùng với cứu cánh là một combo rất là hay nha. Đây là bộ đôi có khả năng kết hợp rất là tốt. Nhưng khi hoàng của Liên Xạ ở một ngưỡng trang bị yếu đến như thế này thì nó lại không có sát thương để dứt điểm và nó không kích hoạt được nội tại của cứu cánh. Faker đang đẩy đường giữa, anh ta có dịch chuyển sẵn sàng tạo thành thế bánh mì kẹp thịt nếu như cần. Đã đẩy tới trụ 3 rồi. Wow. Cầu sấm vô cùng chất lượng. Closer đang cố gắng đẩy lĩnh sau với vụ cứ kích vào. Roko đang cố gắng chạy về với đồng đội của mình. Anh ta còn chiêu cuối để có thể chạy được trong pha này. Cố gắng ăn nốt con cóc rồi mới chạy. Còn pha solo 1-1. Gumayoshi đã solo thắng Closer rồi. Những nỗ lực đến từ Closer trong việc solo 1-1 cùng với Gumayoshi đã thất bại. Và bây giờ thì Lipsenbox họ mất người. Trong bối cảnh đối phương đang cầm 5 bộ đại Baron để đẩy vào. Guma thì có khả năng hút máu, còn Kael thì không. Kael hết máu anh ta phải về, Faker không muốn bỏ qua. Và sát thương không đủ để cho Faker. Lại là một trận đấu, chính xác là một ván đấu tầm dưới 25 phút rồi. T1
Thì anh thấy rằng là mỗi ván đấu chắc chỉ cần một con Baron là đủ. Và họ đang đẩy được ở khu vực đường giữa với lính siêu cấp. Đường dưới thì đang phải đợi Guma đẩy thêm một nhịp nữa. Nhưng mà đang có xe được bóp ở khu vực đường giữa để có thể bắn vào cái trụ ở nhà chính đầu tiên từ bên phía của Lipsenbox. 5-5 thì hiện tại bên phía Lipsenbox cũng thua quá nhiều. Móc Monel thành công. Một mình Keria lao vào giữa đội đối phương. Anh ta phải nằm xuống. Guma đang có một số khoảng sống để bắn. Và anh ta né khỏi cú móc Monel khi mà Croco cướp lấy xác của Keria. Thả diều ngược trở lại. Phản công thành công, bắt buộc đồ. Có thể đã phải bấm cái từ chối tử thần của mình rồi. Và anh ta đang lui về. Order lao tới nhưng sóng âm của ta vào khoảng không. Faker xích thành công. Ken không còn tốc biến nữa, bị giữ chân lại. Sóng âm nhưng vẫn cứ có thể là tự sát. Và nó quyết định rằng mình sẽ lùi ra. Hai cửa là tạm đủ để cho T1 lui về. Hai đường lính siêu cấp sau con Baron đầu tiên đã là một thành công quá lớn cho phía T1 rồi. Họ cần phải về nhà để giải phóng lượng tiền lớn đang cầm trên người. Và người nằm xuống duy nhất trong tiếng vừa rồi chỉ là Keria mà thôi. Anh ta nỗ lực mở giao tranh cho đồng đội và tạo ra khoảng trống cho Guma Yuxi để có thể ăn trụ. Còn đây là pha mà Faker đang tính tìm thêm ma hạ gục. Lâu giờ dí theo. Múa. Anh ta múa giữa đoàn đối phương nhưng quá là khó. Thập diện mai phục. Quy hục. W lại trúng hết vào bóng. Hôn gió cùng hụt. Faker đang múa liên tục. Nhưng đòn đánh thường thì liệu có né được hay không đây. Và anh ta tung được cú xích cuối cùng cũng phải nằm xuống. Đó là Croco với pha dứt điểm. Nhưng mà Ice bị bắt bởi Honor. Anh ta chẳng làm được gì cả. Con Lee Sin này nó quá khỏe. Hai món trang bị hoàn thành ở phút 24. Và có cả cái đồng hồ linh động trên người. Tình huống vây bắt Faker đấy thì Felix Sandbox nó cồng kềnh khó khăn bao nhiêu thì Honor lại giải quyết Ice nó nhẹ nhàng và nó dễ dàng bấy nhiêu. Anh ta chỉ đơn giản băng vào full combo Lee Sin với nộ lông cước, sóng âm vô hình cước là có thể dứt điểm được xạ thủ đối phương rồi. Tình huống đẩy về là 4-4. Ken chỉ còn khoảng chừng 60% máu. Dorf đang dí để chặt Keria khiến cho hỗ trợ của T1 đang phải lui nhẹ ra. Quay ngược trở lại dùng thiêu đốt, dùng móc mỏ neo và từ chối tử thần vẫn chưa hồi lại. Nhưng chắc là Honor chưa biết được điều đó cho anh ta không kích quy lần hai đã lao vào và cũng quá mạo hiểm. Câu đủ thời gian để cho Faker hồi sinh lại dịch chuyển tới và có được cái cửa Mega thứ 3. Lúc này thì T1 đang chuẩn bị kết thúc ván đấu cũng như là hoàn thành trận thắng liên tục thứ 17 của mình ở mùa giải này. Chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Liệu bên phía Lipsenbox sẽ làm được điều gì đặc biệt hay không khi mà xạ thủ của họ vừa hoàn thành xong món trang bị thứ hai. Nhưng mà Guma đã món trang bị thứ ba rồi. Pha móc mỏ neo và thủy lô cực kỳ đẹp đến từ Keria. Dorf cố gắng chặt với 5 phút cho phép. Xin lỗi bạn, 5 giây cho phép. 5 phút thì may ra đó. Và không còn cơ hội dành cho Lipsenbox nữa rồi. Ồ, thì diệt rồi. Lúc này thì chênh lệch về trang bị là lớn quá. Giao tranh rất là một chiều và liệu rằng T1 có muốn băng vệ đá cổ hay không đây. Sẽ có những người phải nằm lại nếu như họ có ý định quét sạch đối phương. Và quyết định của họ là họ đang muốn thử. Họ đang muốn thử đó. Không được. Và thắng lợi sau cái ván đấu đầu tiên cho Faker được thỏa mãn với con Kai'Sa đường giữa. Thì bên phía T1 nghiêm túc hơn trong cấm chọn cũng như thi đấu ở hai ván đấu tiếp theo. Và tất cả những gì họ cần là khoảng chừng 50 phút thi đấu để dứt điểm Lipsenbox với tỷ số là 2-1. Và chỉ còn một vật cản cuối cùng trước thành tích lịch sử của T1 mà thôi. Đó là Raygun X trong trận đấu cuối cùng vòng bảng của họ. Thực sự thì cái ván đấu đầu tiên mà Faker mang Kai'Sa ra là tại cặp trận gặp các thành viên phía Quantum Freak. Thì cái game đấy nó dễ quá. Game đấy là Guma Yuxi hủy diệt đứng dưới đối phương và họ lăn cầu tiết nó quá nhanh, khiến cho con Kai'Sa và Faker vừa đạt ngưỡng sức mạnh. Thì game đấu lại kết thúc mất rồi.